Hello, xin chào tất cả anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nha. Thưa quý anh chị và các bạn, hôm nay mình đang đứng vị trí cầu vượt của cầu Mỹ Thuận 1 và Mỹ Thuận 2. Hiện tại thì mình sẽ ghi lại những một số khoảnh khắc mà hiện nay ở miền Tây đã có sở hữu được hai cái cầu Mỹ Thuận 1 và Mỹ Thuận 2. Thì trước mắt của chúng ta đây là cầu Mỹ Thuận 1 hướng từ thành phố Vĩnh Long sang thành phố Hồ Chí Minh. Toàn cảnh cái vị trí mà cầu ngược cũng như là vị trí đường rẽ về thành phố Sa Đéc. Đây là cầu ngược từ thành phố Long đến thành phố Sa Đéc, và ở phía xa kia đó là chân cầu Mỹ Thuận 2. Chút nữa mình sẽ đến để ghi lại cái cầu Mỹ Thuận 2 cho tất cả các anh chị và các bạn cùng xem. Mời tất cả mọi người đi cùng mình di chuyển nha. Vâng, còn đây là vị trí rẽ từ cầu Mỹ Thuận 1 đến thành phố Sa Đéc. Thì phía trên cầu Mỹ Thuận đổ chở ngược trở về, thì bên tay trái đó là đường rẽ sang thành phố Sa Đéc cũng như là Đồng Tháp, thưa quý vị và các bạn. Còn đây là vị trí hướng dẫn bên đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ và đi thẳng quốc lộ 80 là thành phố Sa Đéc. Ở phía trước của chúng ta đây là đường hướng quốc lộ 80, và phía trên đó cây cầu vượt đó là đường lên cầu Mỹ Thuận 2 hướng từ Cần Thơ đi thành phố Hồ Chí Minh và ngược lại. Và ở phía xa đây là cầu Mỹ Thuận 2. Theo chân mình để di chuyển tiếp. Biết rồi thì bỏ qua cái clip này. Thì hiện tại mình đang đứng ở trên quốc lộ 80 hướng từ thành phố Hồ Chí Minh đi Sa Đéc. Thì trước mặt chúng ta đây là cái cầu vượt, là cái cầu chân cầu Mỹ Thuận 2. Hiện tại bây giờ nếu mà chúng ta muốn đi lên tham gia vào trên con đường cao tốc á, thì chúng ta quẹo trái liền. Đây thưa quý vị các bạn, chúng ta sẽ lên hướng từ thành phố Vĩnh Long sang thành phố Hồ Chí Minh đi đường cao tốc. Thì chúng ta đi tiến tầm khoảng cỡ 200m ta quẹo phải, thì chúng ta sẽ tham gia cái con đường cao tốc thành phố Hồ Chí Minh. Và ngược lại, chúng ta muốn đi thành phố Cần Thơ bằng trên con đường cao tốc, thì chúng ta sẽ chui qua cầu chân cầu Mỹ Thuận. Đây là chân cầu Mỹ Thuận. Ta đến cái bảng xanh kia tầm khoảng 50m thì chúng ta quẹo trái, thì đi vào khoảng 200m thì chúng ta sẽ tham gia vào con đường cao tốc từ thành phố Hồ Chí Minh sang Cần Thơ. Thưa quý anh chị các bạn, vâng, đây mình sẽ gần hơn so với cầu Mỹ Thuận 2 đây, thưa quý vị và các bạn ơi. Hiện tại thì mình đang đứng ở cái vị trí nhánh sông hướng ra cái chân cầu Mỹ Thuận 2. Cầu thử Mỹ Thuận 2 được song song với cầu Mỹ Thuận 1.
và cầu Mỹ Thuận 2 là được sử dụng trong đường cao tốc Thành phố Hồ Chí Minh Cần Thơ và ngược lại. Còn đây là hướng quốc lộ 80 đi ngang qua chân cầu Mỹ Thuận 2. Nếu chúng ta muốn từ quốc lộ 80 mà lên cầu Mỹ Thuận 2 để di chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh hoặc là đi Cần Thơ thì nó sẽ có hai đường chúng ta di chuyển. Một là chúng ta qua cầu vượt vẽ trái để vòng lên đi Cần Thơ, và con đường thứ hai chúng ta không qua cầu vượt, nghĩa là không chui qua hầm cầu vượt mà chúng ta vẽ trái liền để chuyển làn đường sang cầu Mỹ Thuận 2, có nghĩa là dốc cầu Mỹ Thuận 2 vẽ phải lên cầu và đi Thành phố Hồ Chí Minh. Thưa quý anh chị và các bạn, xin chào tất cả các anh chị và các bạn đã đến với kênh YouTube của mình nha. Các bạn ơi, hiện tại này mình đang đứng ở vị trí dưới dốc cầu Mỹ Thuận 2, là cái vị trí cầu vượt của quốc lộ 80 từ thành phố Vĩnh Long di chuyển sang thành phố Sa Đéc và ngược lại. Thì hiện nay một số tài xế còn rất lạ lẫm về vị trí để di chuyển lên đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ và ngược lại đây. Thì hiện tại chúng ta muốn đang ở trên quốc lộ 80 mà muốn di chuyển lên cầu Mỹ Thuận 2 hay là đi lên đường cao tốc, thì hướng của chúng ta đây là hướng đi Sa Đéc đây. Thì chúng ta vừa qua cái cầu vượt cái chân cầu Mỹ Thuận 2 thì có cái vị trí mà cái bảng xanh đó, chúng ta vẹo trái. Thì khi chúng ta vẹo trái thì nó có một cái đường dẫn lên trên vị trí gọi là đường cao tốc Mỹ Thuận Cần Thơ. Đường này thì chúng ta không thể quay lên Thành phố Hồ Chí Minh được nhé, thì đường này là một chiều cho nên chúng ta sẽ chỉ đi lên từ Thành phố Vĩnh Long đi Cần Thơ thôi. Và chúng ta muốn đi từ quốc lộ 80 mà chuyển sang Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta đây vị trí mà chúng ta đang nhìn thấy, thì chúng ta phải quẹo phải như vị trí cái xe lớn màu cam này. Muốn đi Thành phố Hồ Chí Minh thì chúng ta quẹo phải. Còn nếu mà ở vị trí mà thành phố Vĩnh Long là vị trí ở phía trước đây thì chúng ta vẹo trái, xanh đỏ, thì chúng ta sẽ đi lên cầu Mỹ Thuận 2 hướng về Thành phố Hồ Chí Minh. Đấy thưa quý vị và các bạn.